chúng ta qua tiếp phương pháp tu tập thực hành quán tứ đại. Chúng ta có hai loại, một là phương pháp vắn tắt, hai là phương pháp chi tiết. Phương pháp vắn tắt là dành cho những vị lợi căn nhanh ký thì các vị ấy có thể thực hành. Còn phương pháp chi tiết thì dành cho những người độn căn kém trí thì các vị ấy cần được nắm tay chỉ dẫn tận tình. Giống như một người mà nhanh trí thì người ta chỉ cần kêu làm cái gì là làm cái đó. Ví dụ kêu chẻ củi thì họ tự biết là chẻ củi, kêu nhóm lửa thì họ tự biết đi nhóm lửa. Còn cái người kém trí kêu chẻ củi thì phải nắm tay họ, dẫn họ đi tìm đây là cái búa, đây là cái búa chẻ củi, đây là củi, rồi đây là chỗ đặt củi vào để chẻ. Rồi khi chẻ thì cần chẻ với cái khúc gỗ tầm này tầm này. Đó. Thì với người mà thiếu trí thì họ cần được hướng dẫn cặn kẽ. Còn với người lợi căn thì chỉ việc nói một cách ngắn gọn vắn tắt là đã được. Hoặc giống như là khi thực hành thiền Kasina, với những người lợi căn thì các vị ấy chỉ cần nhìn một bông hoa màu trắng và các vị ấy tập trung vào màu trắng của bông hoa ấy, và thế là các vị ấy chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn với những vị mà độn căn kém trí hơn thì các vị ấy cần phải chuẩn bị một cái Kasina. Ví dụ như có đường kính một gan và bốn ngón tay, rồi lựa một cái màu trắng tùy theo căn tánh tham sân si, rồi cần phải đặt trên một cái điểm để có thể quan sát, rồi cần phải ngồi như thế nào, cần phải duy trì định tướng ra làm sao. Đó là những cái mà người lợi căn nhanh trí không cần phải để ý, bởi vì các vị ấy tự biết phải làm như thế nào. Việc thực hành tứ đại cũng như thế. Với những người mà lợi căn nhanh trí thì chỉ việc nhắc họ hãy quan sát tấm thân này, cái gì có đặc tính cứng hoặc là mềm thì đó là địa đại, cái gì có đặc tính dính thì đó là thủy đại, cái gì có đặc tính nhiệt độ thì đó là hỏa đại, rồi cái gì có đặc tính di chuyển thì đó là phong đại. Và khi vị ấy lưu tâm như thế, vị ấy quan sát tấm thân này tứ đại từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ chi tiết đến tổng quan, vị ấy thực hành thuần thục, đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Và thế là vị ấy có thể đạt đến cận định. Do đề mục tứ đại chỉ có thể đi đến cận định mà thôi, chứ không thể đi đến các tầng thiền. Tuy nhiên, do tứ đại là một phương pháp thiền định rất thâm sâu, thế cho nên những vị thực hành tứ đại các vị ấy có thể đạt được cận định một cách rất là kiên cố. Còn đối với những ai chưa được như thế thì cần được hướng dẫn một cách chi tiết hơn, là cần phải quan sát tứ đại như thế nào. Như thế chúng ta cần phải học cái phương pháp thực hành tu tập tứ đại một cách chi tiết.
Việc đầu tiên á, là chúng ta cần học thuộc lòng 32 thể trược một cách chi tiết theo chiều xuôi và chiều ngược. Bởi vì nếu như chúng ta không thực hành á, không có học thuộc lòng, thì đến hồi mà chúng ta thực hành chúng ta sẽ bối rối, không biết là mình sẽ thực hành như thế nào. Ở đây á, thì sư cũng muốn nói nhanh, tuy nhiên sư suy nghĩ là nếu như mà mình nói nó lướt qua 32 thể trược và sau này các vị khác khi giảng giải cũng lướt qua 32 thể trược, thì rốt cuộc là làm sao để kiếm một bài giảng về việc quán tứ đại thông qua 32 thể trược. Bởi vì hồi xưa từng có thời gian sư muốn tu tập quán 32 thể trược, nhưng mà rốt cuộc không tìm được vị giảng một cách đầy đủ 32 thể trược, mà toàn là dạy lướt qua. Chính vì như thế cho nên là ở lần này sư sẽ đi vào một cách tuần tự 32 thể trược để cho quý vị có thể quan sát, và để sau này chúng ta có tài liệu cho những vị về sau. Thứ nhất là chúng ta quán đến tóc, thì tóc á, mọc ở trên cái lớp da bọc cái sọ, thì quý vị tưởng tượng á, nó cũng giống như mấy cái cọng cỏ mọc ở trên cái tổ kiến vậy đó. Thì cái tổ kiến á, nó không có biết là cỏ đang mọc ở trên ta. Sư nói cái tổ kiến nha, chứ sư không nói con kiến nha. Còn cọng cỏ thì cũng không biết là nó mọc trên cái tổ kiến. Cũng vậy đó, tóc thì nó không có suy nghĩ, nó không có suy tư, nó không biết là nó đang mọc ở trên da. Và da đầu cũng vậy, nó không hề biết có tóc mọc ở trên đó. Hai thứ này do nó không có suy nghĩ, nó không có suy tư, nó không có ý thức, cho nên nó không quan tâm đến nhau. Nó không có, bản chất của nó là trống rỗng, nó không có cái tự ngã. Và quý vị để ý là tóc thì nó có đặc tính là cứng. Cứng mềm nói chung thì đặc tính của nó là cứng. Thế cho nên đây chỉ thuần túy là địa đại. Do sư tổng hợp cho nên sư nói chung luôn bốn đại. Và quý vị để ý nè, tóc nó có đặc tính là nó dính, nó dính vào cái da đầu. Thì cái đặc tính dính đó đó chính là thủy đại. Cái sự liên kết, kết dính giữa tóc và da đầu đó chính là thủy đại. Rồi nhiệt độ của tóc đó chính là hỏa đại. Và khi chúng ta di chuyển, tóc nó cũng di chuyển, người cạo đầu thì không tính. Thì như thế đó chính là phong đại. Thì như vậy khi chúng ta quan sát tóc, chúng ta thấy rõ bản chất của tóc, đó là nó không có ý thức, không có suy tư, nó không có bản ngã. Và đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Khi mà sư nói đây là đó, thì tự nhiên chúng ta phải để ý đến đặc tính của nó. Thí dụ như sư nói đây là địa đại, thì ngay lập tức chúng ta chú ý đến đặc tính cứng mềm. Khi sư nói đây là thủy đại,
thì chúng ta để ý đến đặc tính là kết dính. Khi sư nói đây là hỏa đại thì chúng ta để ý đến đặc tính nhiệt độ. Khi sư nói đây là phong đại thì chúng ta để ý đến đặc tính là di chuyển. Như thế chúng ta quan sát tóc với các cái đặc tính như thế. Tương tự như vậy, lông thì mọc ở trên da, lông có mặt ở khắp mọi nơi, cũng giống như cỏ mọc ở trên đất. Thì cỏ đó nó không ý thức được là nó mọc ở trên đất, mà đất nó cũng không ý thức được là nó có cỏ mọc ở bên trên. Như vậy hai anh này nó không quan tâm tới nhau. Cũng thế, lông do nó không có suy tư, nó không có ý thức, cho nên là nó không hề nhận thức rằng nó đang mọc ở trên da. Rồi da cũng vậy, nó không có ý thức, cho nên nó cũng không hề hay biết rằng là nó có lông mọc ở bên trên. Cho nên da và lông là hai thứ không quan tâm đến nhau. Bởi vì nó có ý thức đâu mà quan tâm chứ không quan tâm. Nó bản chất của nó là trống rỗng, không có cốt lõi và không có tự ngã bên trong đó. Mình tìm cái tự ngã thì không thấy tự ngã ở bên trong lông. Và như vậy khi xét về lông trên thân, chúng ta thấy đây là địa đại, tức là sự cứng mềm. Đây là thủy đại, tức là đặc tính kết dính. Đây là hỏa đại, tức là đặc tính nhiệt độ. Đây là phong đại, tức là đặc tính di chuyển. Như vậy là chúng ta quan sát lông ở trên thân với bản chất của nó và thấy rõ tứ đại bên trong nó. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta tập trung tâm về ở trên lông và chúng ta suy xét điều mà sư vừa nói. Đây là cái chúng ta phải học thuộc lòng, để khi ngồi thiền nhìn vào đó, chúng ta quan sát đó và phân tích tứ đại ở trên đó. Tiếp tục, cũng như là móng, thì móng mọc trên những đầu ngón tay, ngón chân, cũng giống như một cái đứa bé nó cầm những cái cây, nó thọc lên, nó thọc vào trái dưa hấu, nó thọc vào trái bưởi, rồi những cái khúc cây đó nó dính lên trên cái trái dưa hấu, nó dính lên trái bưởi. Thì khúc cây và nó không hề có ý thức là nó đã đâm vào cái trái bưởi, trái dưa hấu. Còn trái bưởi, trái dưa hấu cũng không hề có ý thức là nó bị một cái khúc cây đâm vào. Thì cũng vậy đó, móng tay mọc ở trên đầu ngón tay, đầu ngón chân, thì cái móng tay nó không có ý thức, không có tự ngã. Bản chất của nó là trống rỗng, không có cốt lõi. Nó không hề ý thức được là nó mọc ở trên ngón tay. Và ngón tay cũng không ý thức là nó có cái móng tay ở bên trên. Những thứ này vốn dĩ không có tự ngã, không có suy tư, không có ý thức. Bản chất của nó là trống rỗng, tìm không thấy tự ngã ở đâu hết. Như vậy bản chất của nó
chỉ là địa đại, chỉ là thủy đại, chỉ là hỏa đại, chỉ là phong đại. Chúng ta tập trung quan sát phần móng. Rồi răng cũng như thế. Răng thì nó mọc ở trong xương hàm, thì cũng giống như những cây cột được đóng xuống dưới đất, thì cây cột nó không có ý thức được rằng là nó được đóng xuống dưới đất, mà đất nó cũng không ý thức được là nó có cây cột được đóng bên trên. Cũng vậy, răng nó không có ý thức được là nó dính chặt vào ở hàm răng, và cái xương hàm ấy, cũng không ý thức được là răng được đóng dính chặt vào nó. Hai anh này không có ý thức, không quan tâm lẫn nhau, bởi vì bản chất của nó là không có tự ngã, không có ý thức, không có một cái bản chất của nó là trống rỗng, không có cái tự ngã trong đó. Và như vậy chúng ta thấy được, quý vị có thể thử cắn hàm răng lại thì có thể biết được đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Và như vậy chúng ta thấy được bản chất của răng. Nãy giờ sư quên còn một cái bản chất mà sư quên nói, đó là bản chất bất định. Sớm muộn gì đó thì nó cũng biến hoại, rồi thì nó cũng sẽ bỏ mình mà đi. Tiếp tục chúng ta đi đến cái gia, vì hành giả đó phải dùng tâm quan sát cái gia. Thực tế mà nói là sư không khuyến khích mà giờ này quý vị ngồi quý vị ghi đâu, mà lẽ ra giờ này quý vị phải ngồi lại nhắm mắt để hướng tâm suy tư đến cái mà sư vừa nói. Còn những sự ghi chép quý vị hoàn toàn có thể mở, một là mở Thanh Tịnh Đạo ra mà xem, hai là về xem lại. Chỉ có một số bộ phận trên cơ thể chúng ta không thấy thì mới cần nhìn lên màn ảnh thôi. Còn không thì nên dùng tâm để quan sát tâm thân này. Tiếp đến chúng ta hướng tâm về da, thì chúng ta thấy cái da nó đang bao bọc cái tấm thân này. Và lớp da đó thì nó cũng giống như là một cái da bò mà nó bao bọc ở trong một, nó bao bọc một cái trái bầu. Thì cái trái bầu á, nó không biết là nó được da bao bọc, mà da nó cũng không có biết là nó bao bọc cái trái bầu. Thì cũng vậy, da của chúng ta đó, nó không biết là nó bao bọc thân, và cái thân nó cũng không biết là nó được da bao bọc, bởi vì nó không có suy tư, nó không có tự ngã, nó bản chất của nó là trống rỗng, không có cốt lõi, bản chất của nó là vô thường. Như vậy thì khi mà chúng ta dùng hai đầu ngón tay chúng ta chà sát lẫn nhau, thì chúng ta thấy đây
gia này đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Do đây là bài giảng cho nên là sư đi qua luôn. Chứ còn nếu như chúng ta thực hành á, thì ở mỗi một chi tiết, mỗi một bộ phận, chúng ta sẽ cần dừng lại ở thời gian nhất định để chúng ta tiếp tục quan sát những điều mà sư vừa nói. Tiếp tục chúng ta đi đến thịt. Thì thịt đó, nó nằm bên dưới lớp da, nó két, chúng ta gọi là cái từ là nó két bên ngoài bộ xương, thì cũng giống như ấy, là một cái nhà có những cái thanh tre bôi đất sét ở bên ngoài. Bây giờ quý vị hãy dùng tâm quan sát lớp thịt ở bên trong cơ thể, thì chúng ta sẽ thấy là cái thịt đó nó không hề biết là nó đang bôi két lên trên cái khung xương, mà cái khung xương nó cũng không biết là nó được thịt đó bám dính lên trên. Bởi vì sao? Bởi vì hai thứ này không quan sát, không có quan tâm lẫn nhau, do nó không có ý thức. Bản chất của nó là trống rỗng, bản chất của nó là vô thường, biến đổi. Bản chất của nó là không có ngã, không có tự ngã ở trong đó. Nó không biết suy tư, cái thịt nó không biết suy tư. Thì như vậy, khi chúng ta dùng đầu ngón tay bấm vào trong thịt, thì chúng ta thấy được rằng đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Nhớ nha, sư nói đến đâu á thì quý vị quan sát hướng tâm mình đến đó. Chứ nếu không, quý vị chỉ nghe không thôi, thì quý vị sẽ thấy là buổi học ngày hôm nay rất là nhàm chán. Còn khi chúng ta có sự quán tâm, thì quý vị sẽ thấy ngày hôm nay là một buổi gọi là hướng dẫn thực hành, chứ không còn là một cái buổi gọi là trình bày lý thuyết. Tiếp tục chúng ta hướng tâm đến những cái sợi gân, và chúng ta thấy là gân nó ràng buộc nối những cái khớp xương lại với nhau, cũng giống như những cái sợi dây nó bó chặt những cái thanh củi. Thì sợi dây nó không hề biết là nó bó chặt thanh củi, mà thanh củi cũng không hề biết là nó bị sợi dây bó chặt. Cũng vậy, gân nó không biết là nó đang bó lấy, ôm lấy những khúc xương, ràng buộc lấy những khúc xương. Và những khúc xương cũng không biết được là nó bị bó, bị ràng buộc bởi những sợi gân. Bởi vì sao? Bởi vì chúng không quan sát, không quan tâm lẫn nhau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng không có ý thức, nó không có tự ngã. Bản chất của nó là trống rỗng, nó là vô thường. Và khi chúng ta co duỗi
các khớp, chúng ta nhận thấy cái sợi gân, và chúng ta thấy được cái sự cứng mềm, sự dính chặt liên kết, sự nhiệt độ, sự chuyển động. Thì như vậy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Tiếp theo chúng ta quan sát đến xương. Thì khi quan sát xương á, chúng ta xem xét từ đầu cho đến chân. Đây là xương, xương đầu. Đây là xương cột sống. Đây là xương bả vai. Đây là xương tay. Đây là xương ngón tay. Đây là xương ngực. Đây là xương hông. Đây là xương chân. Đây là xương ngón chân. Chúng ta quan sát từ đầu cho đến chân, từng khúc xương một, hướng tâm đến đó. Khi đó tướng bộ xương sẽ xuất hiện ở trong tâm của quý vị. Và các khúc xương này được xếp chồng lên nhau, cũng giống như những viên gạch được lắp ráp lại với nhau. Chúng không biết là viên gạch này lắp lên trên viên gạch kia. Cũng vậy đó, xương đầu không biết là nó ở phía trên của xương cột sống. Xương cột sống không biết là nó nâng đỡ xương đầu. Xương sườn không biết là nó được ráp vào xương cột sống. Xương cột sống cũng không biết là nó được xương sườn gắn vào. Đó, rồi các cái khớp xương tay không biết là nó được gắn vào nhau. Rồi đến xương hông cũng không biết là nó được gắn vào nhau, gắn vào xương cột sống. Rồi cho đến xương chân cũng không biết là nó được gắn vào nhau. Các khớp xương nó không biết là nó được gắn vào nhau, nâng đỡ nhau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng không có ý thức, chúng không có quan sát, chúng không có quan tâm lẫn nhau. Do đâu vậy? Bởi vì chúng không có ý thức, chúng không có tự ngã, chúng bị biến đổi. Và khi chúng ta dùng tay chạm vào các cái khúc xương, chúng ta thấy được đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Tiếp tục chúng ta quan sát đến tủy. Tủy nó nằm ở bên trong những cái ống xương, thì nó cũng giống như là những cái gọi là cái gì ta, giống như cái miếng mà thịt thịt gì nhồi đậu hũ á, thì cái miếng đậu hũ nó cũng không biết là thịt nhồi bên trong, thịt cũng không biết là nó bên trong miếng đậu hũ, hay là thịt nhồi khổ qua cũng vậy, nó cũng không biết là nó được nhồi vào nhau. Cũng vậy đó, tủy nó không ý thức được là nó nằm bên trong ống xương, ống xương cũng không ý thức được là nó
có tủy nằm bên trong đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng không có quan sát, không quan tâm lẫn nhau, bởi vì nó không có ý thức, không có tự ngã, không có cốt lõi, nó vô thường. Và như vậy, khi chúng ta để tâm quan sát đến tủy ở trong xương, chúng ta thấy được nó có đặc tính cứng mềm, nó có đặc tính kết dính, nó có đặc tính nhiệt độ, nó có đặc tính chuyển động. Như vậy, đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi tiếp chúng ta đến thận. Thì thận được tìm thấy ở bên hai bên cái quả tim. Quý vị có thể nhìn lên trên cái màn hình. Thì nó được buộc bằng cái sợi gân lớn, thì xuất phát từ ở gáy với một cái gốc duy nhất, rồi rẽ ra sau hai bên, chạy một cái đoạn ngắn. Nó cũng giống như hai cái trái xoài được buộc lại với nhau bằng cái cuốn. Thì cái cuốn nó không biết là hai cái trái xoài được buộc lại bởi nó, rồi hai trái xoài cũng không biết là nó được cái cuốn buộc lại với nhau. Cũng vậy đó, những cái sợi gân nó không biết được là nó buộc lại cái quả thận, và quả thận cũng không biết là nó buộc ở trên cái sợi gân. Thì như vậy, chúng ta khi đã biết được vị trí của thận rồi, chúng ta quan sát hai quả thận ở bên trong của mình, thì chúng ta thấy rõ là nó không có suy tư, không có tự ngã. Bản chất của nó là trống rỗng, là vô thường. Và đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Liên tục quan sát quả thận của mình. Xin thưa là với những vị mà chứng được tứ thiền hơi thở, khi mà các vị ấy quan sát đến đây, các vị ấy có thể thấy rõ được hai cái quả thận của mình. Rồi tiếp chúng ta đến tim. Thì tim được tìm thấy ở bên trong thân thể, gần giữa cái khung xương sườn. Nó cũng giống như một cái miếng thịt nằm ở trong một cái khung xe. Thì khung xe không biết là nó có miếng thịt ở trong, miếng thịt cũng không biết là nó nằm ở trong khung xe. Cũng vậy, khi chúng ta hướng tâm đến cái tim, chúng ta thấy rằng cái tim không ý thức được nó đang nằm trong lồng ngực, mà lồng ngực cũng không ý thức được là nó có trái tim nằm bên trong. Bởi vì sao? Bởi vì nó không quan sát, không quan tâm lẫn nhau. Do đặc tính của nó là trống rỗng, không có tự ngã, không có suy tư, đó là vô thường. Thì như vậy, chúng ta quan sát quả tim và chúng ta thấy tim nó đang đập. Thì đây là địa đại,
Đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Cái sự đập của tim bản thân nó chính là phong đại. Rồi chúng ta tiếp quan sát đến cái gan. Thì gan nó nằm ở trong thân, gần cái phía hông bên phải ở giữa ngực. Chúng ta hướng tâm về cái lá gan của mình, thì chúng ta thấy nó cũng giống như một cái cục thịt ở trong một cái nồi. Thì cái nồi ấy, nó không biết được là cục thịt ở bên trong đó, và cục thịt cũng không biết là nó ở trong cái nồi. Cũng vậy, cái gan nó không biết là nó ở bên trong cơ thể, còn cơ thể cũng không biết là nó có cái lá gan ở bên trong, bởi vì nó không có quan sát, không có quan tâm lẫn nhau. Nó chỉ là một phần của thân này, nó không có tư tưởng, nó bất định, trống rỗng, không có tự ngã, và khi tập trung hướng tâm về cái gan, chúng ta thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Thực tế thì sư có một số cái gọi là cái ảnh giải phẫu cơ thể người, nhưng mà không thể đưa lên đây được. Đưa lên đây là nó sẽ bị YouTube là nó cấm luôn, Facebook là nó cấm kinh luôn. Cho nên là chúng ta chỉ có hướng cái tâm để quan sát, và như vậy thì nó cũng tương đối nó đầy đủ rồi. Mà nó có một cái nhược điểm là khi chúng ta không có nhìn nó một cách chân thật, thì chúng ta không ý thức được, không thấy được cái đặc tính bất mỹ, cái đặc tính là bất tịnh của nó, không thấy đâu. Mình không có thấy máu me, mình không có thấy là thịt rồi mũ, rồi những cái thứ này thứ kia nó bám ở xung quanh, nó bầy nhầy ở bên trong cơ thể mình á, mình không thấy đâu, mình không thấy ghê, không thấy tởm. Rồi tiếp chúng ta quan sát đến cái hoành cách mô. Hoành cách mô hay còn gọi là cơ hoành, thì nó được tìm thấy, nó bao bọc xung quanh tim và thận, nó bao khắp cái cơ thể của mình ha. Thì nó cũng giống như một cái miếng thịt được một cái dẻ rách nó bao xung quanh. Quý vị thấy cái hoành cách mô nó giống miếng dẻ rách không? Nó đâu có vuông vức đâu ha. Thì miếng thịt nó không biết là nó có miếng dẻ rách bao quanh, mà miếng dẻ cũng không biết là nó bao quanh cục thịt. Cũng vậy, cái hoành cách mô á, nó không biết là nó bao quanh cơ thể, mà cơ thể cũng không biết là nó có cái hoành cách mô nó bao quanh, bởi vì nó không có quan sát, không có để ý đến nhau. Do bản chất của nó là trống rỗng, không có tự ngã, nó là vô thường. Khi chúng ta thở thì hoành cách mô nó co bóp, co duỗi liên tục. Thì như vậy chúng ta quan sát cái cơ hoành của chúng ta, và chúng ta thấy rõ đây là địa đại,
đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Chúng ta đi đến cái lá lách, thì cái lá lách đó, nằm ở phía bụng trên bên trái của quả tim. Thì ở đây đó, cái lá lách nó không biết là nó ở trên cái bụng, cái bụng nó cũng không biết là nó có cái lá lách ở bên trên. Chúng ta quan sát, hướng tâm về lá lách của mình, xác định vị trí của nó. Và chúng ta thấy được là nó có bản chất là trống rỗng, không có tự ngã, nó vô thường. Và đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Chúng ta đi đến phần tiếp theo, chính là phổi. Thì phổi được tìm thấy ở trong thân, ở giữa ngực, treo phía bên trên trái tim và gan, che khuất nó. Ở đây thì nó cũng giống như một cái tổ chim, nó nằm ở bên trong một cái nhà kho. Thì tổ chim nó không biết là nó trong nhà kho, mà nhà kho cũng không biết là nó có tổ chim bên trong. Cũng vậy, cái thân á, nó không biết là nó có lá phổi bên trong. Lá phổi cũng không biết là nó nằm bên trong thân, bởi vì nó không quan sát, nó không có để ý, không quan tâm đến nhau. Do nó không có suy tư, nó không có tự ngã, nó là trống rỗng, bị biến đổi, nó vô thường. Khi chúng ta hít thở thì phổi nó làm việc, hướng tâm quan sát lá phổi của mình. Thì chúng ta sẽ thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Sau đó chúng ta đi xuống quan sát cái ruột non. Thì cái ruột non á, nó được tìm thấy ở bên trong cái ổ bụng, từ cái cuốn ở trong, từ cái cuốn cổ dẫn đến cái ống dẫn phân. Thì nó cũng giống như một cái con rắn lớn nằm trong một cái máng có đầy máu. Không tin quý vị mổ bụng ra coi có thấy máu không? Máu đầy ở trong đó. Thì con rắn nó không ý thức được là nó ở trong cái máng, mà cái máng cũng không biết là nó có con rắn ở bên trong. Cũng vậy, cái ruột non nó không ý thức được là nó nằm ở trong cơ thể, mà cơ thể cũng không ý thức được là nó có ruột non bên trong, bởi vì nó không có tư tưởng, nó trống rỗng, nó không có tự ngã, nó là vô thường. Và khi chúng ta phồng xẹp cái bụng, khi chúng ta để tay chạm vào bụng, chúng ta thấy rõ đây là ruột non, đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi chúng ta hướng tiếp đến cái ruột già.
thì ruột già đó nó có khoảng 21 khúc cuộn nằm ở khoảng giữa của 21 cái cuộn của ruột non. Ruột già là nó nối từ ruột non cho đến cái ống hậu ở bên ngoài. Thì cái ruột già đó nó không biết là nó nằm ở trong thân, và cái thân nó cũng không biết là nó có cái ruột già bên trong. Bên trong ruột già đó chứa toàn là phân chất thải, và nó không ý thức được điều đó. Như vậy chúng ta quan sát, hướng tâm đến cái ruột già, và chúng ta thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi tiếp là chúng ta quan sát đến cái bao tử. Bao tử nằm ở trong ổ bụng, chất chứa những gì chúng ta nuốt vào. Cái bao tử nó không ý thức được là nó nằm bên trong ổ bụng. Ổ bụng cũng không ý thức được là nó có bao tử ở bên trong. Và khi chúng ta hướng tâm quan sát đến bao tử, hãy để ý đến nó, để ý cái hình dạng, cái tính chất của nó, thì sau đó chúng ta sẽ thấy là nó không có suy tư, không có suy nghĩ, nó trống rỗng, không có tự ngã, nó là vô thường. Và đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Đặc biệt cái hỏa đại ở chỗ bao tử thì nó có tác dụng làm cho thức ăn được tiêu hóa. Còn cái phong đại đó, nó còn là cái khoảng trống ở bên trong cái bao tử. Rồi chúng ta hướng tiếp đến phân. Thì phân á, nó nằm ở cuối của cái ruột già. Thì chúng ta thấy, quan sát nè, phân chúng ta không có lạ gì, nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là chỉ khi nào chúng ta bài tiết nó ra rồi mình mới thấy gớm thôi. Nếu còn nằm ở bên trong cơ thể chúng ta không thấy gớm, không thấy nó bẩn, không thấy nó hôi. Và bây giờ chúng ta hãy quan sát nè. Thì cái phân ở bên trong cái ruột già nó không ý thức được là nó ở bên trong cái ruột già, mà ruột già cũng không ý thức được là nó có phân ở bên trong. Nó không quan tâm đến nhau, bởi vì nó không có tư duy. Nó bản chất nó là trống rỗng, nó không có tự ngã, nó là vô thường. Và khi chúng ta để tâm quan sát đến phân bên trong ruột già, chúng ta sẽ thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi chúng ta đi đến quan sát cái não. Thường hồi xưa tới giờ chúng ta cứ nghĩ là não
là nó là suy nghĩ, nhưng mà thực tế não nó thuộc về cái thân, thuộc về cái sắc pháp. Còn cái tâm của chúng ta đó, nó thuộc về cái danh pháp. Nhớ nghe. Cho nên ở đây khi chúng ta quan sát cái não thì chúng ta sẽ thấy là cái não nằm ở bên trong cái hộp sọ. Thì cái não á, nó không có ý thức được là nó bên trong hộp sọ. Hộp sọ cũng không ý thức được nó bên trong não. Nói thì có thể là một số vị duy khoa học thì quý vị nói sao được. Thì nó như vậy nè. Quý vị có bao giờ mà thấy cái cảnh con gà nó bị chặt đầu rồi mà nó vẫn còn chạy, rồi nó vẫn còn sống chưa? Rồi thậm chí là có con gà là người ta bỏ cái thóc vô trong cái cổ nó đó, cái cuống họng đó, nó vẫn sống được một thời gian, mười mấy ngày nữa nó mới chết. Con ruồi hay là con ruồi á, sau khi mà người ta dùng cái kim người ta đâm chết cái não nó đó, nó vẫn tiếp tục nó sống. Cho nên á, bản thân cái não á, nó không có ý thức, nó không có tư duy, nó không có tự ngã bên trong đó. Bản chất nó là trống rỗng. Và nó cũng là vô thường. Như vậy khi chúng ta hướng tâm về não, chúng ta thấy được đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi tiếp chúng ta hướng tâm về mật. Thì mật á, nó lưu thông bên trong cơ thể, và nó sẽ có một cái túi, nó chứa cái dịch mật. Đó. Và với những ai mà bị sỏi mật á, thì họ sẽ cắt cái túi mật đó đi, và khi đó mật nó sẽ chảy trực tiếp vào ở trong bao tử. Và quý vị thấy cái hình tặng cho quý vị cái hình mà sỏi mật, thấy nó ghê gớm. Thì xin thưa là bác sĩ khi mà mổ khám nghiệm thì thấy là hầu hết các cái mẫu mà các vị ấy mổ đều có sỏi mật ở trong đó hết. Có nghĩa là hầu hết chúng ta là có sỏi mật mà mình không biết. Khi nào nó đau, nó viêm thì lúc đó người ta mới cắt ra, mình mới biết là mình có một đống những cái viên mà y như là mấy cái ở trong cái ly trà sữa đó. Đó. Chúng ta có đầy ở trong đó, không biết có mấy viên thôi. Thì quý vị thấy cái túi mật nó bên trong cái thân của chúng ta, và mật thì nó nằm ở trong cái túi đó, và nó nằm ở trong cái đường ống. Cái chất mà nhầy nhầy mà quý vị thấy nó xanh lè đó, đó là mật đấy. Còn cái sỏi thì nó là do cái cholesterol nó kết tủa. Cái chúng ta lưu ý ở đây là lưu ý cái chất mật ở bên trong. Thì chúng ta thấy là cái mật á, nó không có ý thức được là nó ở bên trong cái túi mật. Còn cái túi mật á, nó cũng không ý thức được là nó có mật ở bên trong. Thế cho nên nó không có suy tư, không có ý thức, và bản chất của nó
là trống rỗng, không có tự ngã là vô thường. Và khi chúng ta quan sát cái chất mật ở bên trong cơ thể, nhớ thấy luôn mấy viên sỏi, thì chúng ta sẽ thấy đặc tính cứng mềm, đặc tính kết dính, đặc tính nhiệt độ, đặc tính di chuyển. Và như vậy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Chúng ta đi tiếp qua đến đàm. Thì đàm á, nó nằm ở trên cái mặt bao tử, lượng chừng một cái chén đầy. Thì ai mà ăn mà bị ở chua, mà bị nôn ra đó, ói ra đó, ói một cái đoạn ngắn, thì quý vị sẽ thấy là mình có một cái đoạn, một cái giống như cỡ chừng chén, cái chất nhầy nhầy á, nó chính là đàm. Thì quý vị thấy là đàm á, nó không ý thức được là nó nằm ở bên trong cái bao tử, mà bao tử nó cũng không ý thức được là nó có đàm ở bên trong, bởi vì nó không có quan sát, không có quan tâm lẫn nhau, do nó không có ý thức, nó là trống rỗng, nó không có tự ngã, nó là vô thường. Và khi chúng ta quan sát thì sẽ thấy được đặc tính cứng mềm, đặc tính kết dính, đặc tính nhiệt độ, đặc tính di chuyển. Cho nên đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi tiếp chúng ta quan sát đến mũ. Thì mũ nó không có cái vị trí cố định. Khi nào mà chúng ta bị thương thì khi đó mũ nó mới xuất hiện. Thì như vậy khi mà có mũ, cơ thể chúng ta có mũ, thì cơ thể nó không ý thức được là mũ có bên trong ta, và mũ cũng không ý thức được là nó ở bên trong cơ thể, bởi vì nó không có tư duy, nó không có suy nghĩ. Bản chất của nó là trống rỗng, không có tự ngã, là vô thường. Khi chúng ta quan sát đến cái mũ thì chúng ta sẽ thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Tiếp tục chúng ta quan sát đến máu. Thì máu nó lưu chuyển khắp cơ thể, và cũng tương tự như vậy, máu không ý thức được là nó nằm ở bên trong cơ thể, và cơ thể cũng không ý thức được là nó có máu bên trong, bởi vì nó không có tư tưởng, nó không có suy nghĩ, nó không có tự ngã, và nó là vô thường. Khi chúng ta quan sát máu, chúng ta sẽ thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại.
Tiếp tục chúng ta quan sát đến mồ hôi. Mồ hôi thì được tìm thấy ở những cái lỗ chân lông, chân tóc hoặc khi có hơi nóng. Thì chúng ta quan sát thì cái mồ hôi đó nó không ý thức được là nó nằm ở trong cái nằm ở trên cái lỗ chân lông. Rồi còn cái lỗ chân lông thì nó cũng không biết là phía trên đó nó có mồ hôi. Bởi vì nó không có ý thức, nó là trống rỗng, nó không có tự ngã, nó là vô thường. Và khi chú tâm quan sát đến mồ hôi, chúng ta thấy rõ đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Tiếp chúng ta quan sát đến mỡ, thì mỡ nó ở dưới da của chúng ta, nó có mỡ. Quý vị ra chợ quý vị thấy là một cái miếng thịt heo có da, lúc nào ở dưới da nó cũng có mỡ. Thì cơ thể chúng ta cũng vậy đó, bên dưới lớp da là một lớp mỡ, dày mỏng tùy mập hay ốm, mà nó cũng có những cái chỗ mà mỡ nó tập trung, ví dụ như cái bụng. Đặc biệt là những người mà ngồi chắc lớn tuổi, bắt đầu là hơn qua 30 rồi, bắt đầu là bụng có một cái bụng rồi, thì mỡ bên trong đó nó gọi là cái mỡ nội tạng. Mà khi mà chúng ta phẫu thuật, chúng ta mổ ra đó, thì quý vị sẽ thấy là cái mỡ nó đầy ở bên trong ổ bụng của mình á. Và như vậy mỡ nó cũng thế, nó không ý thức được là nó nằm ở bên trong thân, bao quanh các cái nội tạng. Mà thân hay nội tạng cũng không biết là nó có mỡ ở bên trong bao quanh đó. Bởi vì nó không có suy tư, nó không có tự ngã, bản chất nó là trống rỗng, nó là vô thường. Và đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Mà nhắc tới mỡ thì phải nói là mình không có ao ước gì là ao ước là nó có ý thức ha. Nó có suy nghĩ, có ý thức, mình kêu nó cái chỗ cần nhiều mỡ thì nó nhiều mỡ cho mình, mà chỗ không cần mỡ thì đừng có mỡ. Nhưng không, cái chỗ không cần mỡ thì mỡ một đống, cái chỗ cần mỡ thì nó không có mỡ. Rồi tiếp là qua đến cái nước mắt. Nước mắt thì nó nằm ở ngay cái tuyến lệ trong cái khóe mắt. Cũng vậy, nước mắt nó không biết là nó nằm ở trong cái tuyến lệ, còn cái tuyến lệ thì nó không biết là nó có nước mắt bên trong. Như vậy là bởi vì nó không có ý thức, không có suy tư, và nó cũng là vô thường, nó là trống rỗng, nó không có tự ngã. Và khi để ý đến nước mắt, chúng ta thấy là đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi tiếp đến cái mỡ nước. Mỡ nước ở đây tức là cái dầu á. Dầu thì nó nằm, quý vị có thể tìm thấy ở cái chân tóc nè, hoặc là ở trên da của chúng ta.
Trên da chúng ta luôn có một cái lớp dầu. Chính vì lớp dầu này đó mà chúng ta cầm nắm một vật gì đó, nó để lại cái vân tay. Một người mà da không có dầu thì họ sẽ không có để lại vân tay. Thì như vậy á, cái dầu á, nó không biết là nó nằm ở trên da, mà cái da nó cũng không biết là nó có dầu ở bên trên. Bởi vì nó không có ý thức, nó là trống rỗng, nó không có tự ngã, nó là vô thường. Vì vậy khi chúng ta quan sát thì chúng ta thấy được đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Rồi chúng ta quan sát tiếp cái nước bọt, nước giải, thì nó được tìm thấy ở trên lưỡi hoặc là ở hai bên má. Cũng như vậy, cái miệng thì nó không ý thức được là nó có nước bọt ở bên trong. Nước bọt nó cũng không ý thức được là nó nằm ở trong khoang miệng, ở trên lưỡi, ở bên má. Bởi vì nó không quan tâm lẫn nhau, không quan sát lẫn nhau, do nó không có ý thức. Và khi chúng ta để tâm tập trung quan sát nơi nước bọt, chúng ta thấy được đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Tiếp tục tương tự như vậy với nước mũi, thì chúng ta thấy nước mũi được tìm thấy ở trong cái hốc mũi. Nước mũi nó không ý thức được nó nằm trong hốc mũi, hốc mũi cũng không ý thức được là nó có nước mũi bên trong. Bởi vì nó không có ý thức, nó là trống rỗng, nó là vô thường, nó không có tự ngã. Và khi chúng ta quan sát nước mũi, chúng ta thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Như sư nói ở trong bài học ngày hôm nay đó, quý vị phải dùng tâm hướng đến từng thành phần được sư nhắc đến, thì quý vị mới thấy là bài học ngày hôm nay nó hấp dẫn. Còn không thôi á, là quý vị cảm thấy rất là nhàm chán, bởi vì sư lặp đi lặp lại có nhiêu đó thôi. Nhưng khi tâm chúng ta hướng đến, chúng ta tập trung quan sát thì nó không giống như vậy. Tiếp tục chúng ta hướng đến cái nước khớp xương. Cái nước khớp xương được tìm thấy ở giữa các khớp. Cũng vậy, cái nước khớp xương không ý thức được là nó nằm ở giữa cái khớp xương. Khớp xương cũng không ý thức được là nó có nước khớp xương bao quanh. Bởi vì nó không quan sát lẫn nhau, nó không có ý thức, nó là trống rỗng, nó không có tự ngã, nó là vô thường. Và khi quan sát nước khớp xương, chúng ta sẽ thấy đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Và đến cuối cùng là nước tiểu. Thì nước tiểu chúng ta có thể nhìn thấy nó ở trong cái bàng quang. Và như vậy cũng tương tự, nước tiểu không ý thức được nó nằm trong cái bàng quang, và bàng quang cũng không ý thức được
là nó có nước tiểu bên trong. Bởi vì nó không có ý thức, nó không quan tâm đến nhà. Bản chất của nó là trống rỗng, không có tự ngã, là vô thường. Và khi chúng ta quan sát nước tiểu, chúng ta thấy rõ đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Như thế đó là chúng ta quan sát 32 thể trược một cách tuần tự, và chúng ta thấy được tứ đại ở bên trong đó. Còn ở trong thanh tịnh đạo thì giải thích theo từng cái khía cạnh, là bao gồm là địa đại và thủy đại, là bởi vì dành cho những người chậm lục. Cho nên thí dụ như xương thì để ý đến cái địa đại trước, rồi sau đó đó mình mới giải thích sao. Còn cái hỏa đại thì nó là cái tạo nên nhiệt độ của tấm thân này, hoặc là nó làm là thứ làm cho thức ăn được tiêu hóa. Thành ra là với những ai mà ăn mà khó tiêu do nó thiếu cái hỏa đại, quý vị có thể lấy một cái vật gì đó nó nóng chườm lên trên, hoặc là lấy dầu nóng thoa một hồi thì nó sẽ được tiêu hóa tốt hơn. Thì cũng tương tự như vậy, cái hỏa đại đó nó cũng là một phần của thân, nó không có tư tưởng, nó là vô thường, nó không có tự ngã, nó là trống rỗng, nó chỉ là hỏa đại chứ hình thức làm chính thôi. Còn cái phong đại nó còn là cái gió nó đi xuống thực quản khi chúng ta nuốt, nó còn là gió không khí ở bên trong bụng, ở bên trong ruột, hay là đó là hơi thở vào, hơi thở ra. Đó. Thì gió, cái được gọi là gió, nó cũng chỉ là một phần đặc biệt của tấm thân này. Nó không có tư tưởng, nó bất định, nó trống rỗng, nó không có tự ngã, và nó chỉ là phong đại dưới hình thức là bành trướng. Thế thôi. Như vậy là sư đã hướng dẫn quý vị xuyên suốt việc quán tứ đại, từ cái đơn giản cho đến chi tiết. Và khi chúng ta thực hành á, chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải nhớ, phải học thuộc lòng 32 thể trược. Rồi sau đó khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta bắt đầu quan sát từng cái. Khi quan sát, quý vị không có quan sát nhanh như sư nói đâu, mà chúng ta dành thời gian quan sát từng thành phần một. Mà một thành phần chúng ta có thể quan sát 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, một tiếng cũng được. Tức là tập trung tâm vào nó, quan sát nó, đặc tính của nó, phân tích nó. Đây là địa đại, đây là thủy đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại. Nhớ. Nếu như chúng ta thực hành á, thì quý vị sẽ thấy là nó rất phong phú. Còn nếu như quý vị chỉ đến đây để mà nghe hoặc là nghe chơi thì mình sẽ thấy là bài học hôm nay là nó lặp đi lặp lại.
Cho nên cái thái độ học ngày hôm nay nó sẽ quyết định cái trạng thái tiếp thu của mình ha. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá.